con được mày rồi nhá. À, mày có thích chạy được không? Bố mẹ mày đâu mà mày cư xử thế? Ê bà kia, bà không được nói tôi như thế. Mày cứ là người xấu. Mày đừng có mà dở mấy cái trò ấy ra nữa. Tiền nhiều thế anh ăn cắp phải không? Không, đây là số tiền mà anh tự kiếm đấy. Chị Nguyễn, sao nhìn chị mệt mỏi này? Đây này, chị vừa cho thợ lắp cái camera. Dạo này trộm cắp nhiều quá. Nhưng mà nhá, nhiều khi lắp này dọa còn trộm ấy. À, mà hôm trước em còn thiếu chị mấy chục. Em gửi tiền chị nhá. Ôi, sao em đưa chị nhiều này? Thôi, chị cứ cầm đấy đi. Lần sau em mua hàng thì tính sau. Thế nhá, thôi em đang bận, em đi trước đây. Thôi tiếp đi nhá. Chị cho em tiền này, em cầm lấy đi. Thôi, em cầm lấy đi. Mà sao giờ em còn ngồi ở đây, nhà em ở đâu? Này cái thằng nhãi kia, bố mẹ mày đâu mà mày cư xử thế? Ê bà kia, bà không được nói tôi như thế. Mày lại còn láo à? Thôi chị, bỏ qua cho nó đi. Em có biết không, cái thằng này này, nó ngồi ăn xin ở đây á. Bao nhiêu hôm nay chị không nói rồi, hôm nay lại còn thái độ như thế nữa. Em nghĩ chắc là do hoàn cảnh của em ấy khó khăn nên là mới gai góc như vậy, để bảo vệ bản thân của mình thôi. Mà thôi em đi đi muốn. Ừ đấy cho em quay mắt thôi em đi nhá. Chào chị. Thằng này nó ăn cắp hàng nhà chị đấy. Chị á, bán hàng nhỏ lẻ, đã đề phòng, lắp camera rồi. Thế mà nó tranh thủ cái lúc chị không để ý, ăn trộm đồ nhà chị. Tiền hàng chị thiệt hại lên đến gần chục triệu rồi đấy. Thật hả chị? Em, tại sao lại ăn cắp như vậy? Có phải ai đứng sau sai khiến em không? Em nói đi, chị sẽ giúp em. Mấy người đừng có giả vờ, mấy người là người xấu. Đấy em thấy chưa? Em ăn cắp như vậy là đúng sao? Ăn cắp như vậy thì là người tốt à? Tôi có lý do riêng của mình. Do em tôi bị ốm nên tôi mới... Thôi! Mấy cái trò này á, tao gặp nhiều rồi. Mấy cái trò này á, mày định mang ra để mà ăn mày cái sự tư hại của người khác à? Hả? Đi, tao đưa mày lên phường cho công an được không? Không, bỏ bỏ tôi ra! Ok! Thôi chị, tiền thiệt hại của chị hết bao nhiêu, em trả. Em không phải làm thế làm gì cả. Chắc gì em nó đã bị bệnh. Em á, có khi bị lừa đấy. Bị lừa cũng không sao chị ạ. Không ai ốm thì càng tốt mà. Em trả tiền không phải vì em bị lừa, mà bởi vì em không muốn một cậu bé nhỏ tuổi như thế này em phải khốn khổ vì tiền. Cuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt rồi, mình giúp đỡ được ai thì hai người đấy thôi chị ạ. Ừ, em nói cũng đúng. Nhờ cái lòng tốt của em, chị cũng tỉnh ngộ ra được vài điều. Công nhận là không có ai ốm thì cũng tốt. Này, kiếm được người cho cậu tiền ý thì rất dễ, nhưng mà kiếm được người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cậu ấy thì cực kỳ khó đấy. Cậu là phải ghi nhớ ngày hôm nay đấy. Thôi, chị đi vào đây. Thôi, chị có ít tiền, em cầm về chữa bệnh cho em gái nhá. Em cảm ơn chị, em không phải người lừa đảo. Chị công ty, em sẽ chứng minh cho chị thấy ạ. Mang tiền về để chữa bệnh cho em này. Tiền nhiều thì anh ăn cắp phải không? Không, đây là số tiền mà anh tự kiếm đấy. Thật không ấy? Thật. Cô bé ơi, cô không làm gì anh cháu. Cô không làm hại anh cháu đâu. Ngày hôm nay cô đến đây là để thăm hai anh em đấy. Anh cháu rất là thương cháu đấy. Số tiền này là anh con đang vất vả làm việc để kiếm đấy. Có thật không cô? Thật mà. Với lại hôm nay nhờ anh Thái, anh của cháu mà cô đã học được một bài học về tình thương. Đôi khi sự thật không phải ở trước mắt mà nó ở sau sự việc.
thôi. Thái cầm tiền chăm sóc cho em nhé. Giờ chị có việc gấp phải đi rồi. Nếu như mà có việc gì khó khăn thì cứ đến tìm chị nha. Em cảm ơn chị. Em chị ạ. Cô đi đây. Em chào cô. Chị ngồi đi. Tôi đâu có nhiều thời gian rảnh mà chơi với cô. Tôi đến đây để bàn công việc. Chị muốn bàn chuyện gì ạ? Cô cũng lẩn lặn nhanh lắm. Tôi nói nhanh cho nó vuông nhá. Ở gần đây có một siêu thị mini mới mở. Họ trả cho tôi gấp 2 lần bên cô. Nên tôi chấp nhận bên họ rồi. Chị nói vậy là sao? Tôi và chị đã ký kết hợp đồng. Tại sao chị không cho tôi nhập hàng? Đã vậy lại còn sát tới ngày khai trương nữa. Bây giờ chị không cho tôi nhập, tôi lấy gì mà bán? Đấy là việc của cô. Tôi không quan tâm. Ý chị là sao? Chị nói thẳng ra đi. Cô hiểu ý tôi nhanh đấy. Để tôi nói luôn nhá. Nếu như bên cô trả tôi gấp 3 lần thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Chị làm ăn như vậy mà được à? Tôi mở siêu thị, ký hợp đồng với chị. Bây giờ chị lật lọng thì tôi biết xoay sở như thế nào? Tôi sẽ kiện chị vì tội phá vỡ hợp đồng. Cô kiện à? Cô kiện đi. Cô nên nhớ, trên hợp đồng không hề có dấu đỏ. Tôi không sợ bố con nhà thằng nào cả. Cô có giỏi thì kiện tôi đi. Chị dám chơi tôi à? Thôi được, bởi vì sát đến ngày khai trương nên tôi chấp nhận. Khi nào thì chị giao hàng cho tôi? Khi nào cô trả tiền thì đấy tôi giao hàng. Được, chị nhớ giữ lời đấy. Tôi sẽ chuyển khoản cho chị. Nếu không, tôi sẽ kiện chị vì tội lừa đảo. Cô yên tâm, tôi lâu nay làm ăn rất là uy tín. Nhanh lên. Chuyển nhanh lên, đừng để tôi đổi ý. Dừng lại. Chị không việc gì phải chuyển tiền cho cô ta. Em sẽ cung ứng hàng cho chị với giá rẻ, nhưng sẽ đảm bảo về chất lượng cũng như là xuất xứ của sản phẩm. Chị đừng lo. Đây là danh thiếp của em. Cậu là giám đốc của chuỗi cung ứng lớn nhất cả nước hiện nay sao? Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Em sẽ cho chị nhập hàng với giá gốc không lãi nếu như chị đồng ý. Còn ngay bây giờ, nếu cho phép, em sẽ alo cho nhân viên chuyển hàng ngay cho chị. Cậu nói thật chứ? Được, nếu vậy tôi đồng ý hợp tác cùng cậu. Chúng mày đừng có mà láo. Đạo đức kinh doanh của chúng mày đâu hết rồi? Ai cho mày cướp khách của tao? Để mà nói về đạo đức thì trước tiên tôi nghĩ là chị sẽ phải xem lại mình. Chị nổi tiếng trong thương trường và những trò kinh doanh bẩn. Vậy mà bây giờ chị lại còn lừa chị Trang của tôi à? Tất cả những trò bẩn của chị ấy đã được mọi người tố cáo ra tòa. Để tôi xem chị còn hành động như vậy đến bao giờ. Không, tao không tin. Chúng mày lừa tao đúng không? Nếu chị không tin thì có thể lên mạng mà xem. Mọi người đang bóc phốt ầm ầm chị trên mạng ấy kìa. Còn bây giờ ấy, tôi yêu cầu chị đi ra ngoài. Chúng mày cứ đợi đấy, tao không để yên cho chúng mày đâu. Chị đừng lo, tao có em đây rồi. Chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu nhé. Thực sự tôi không biết đền đáp cậu như thế nào nữa. Thực ra thì em mới là người phải nói lời cảm ơn. Chẳng lẽ chị quên em sao? Em là cậu bé năm xưa đã được chị giúp đỡ. Nhờ có sự giúp đỡ của chị mà em đã được đi học, sau đó em vào siêu thị làm và phát triển công việc đến bây giờ. Cậu là Thái phải không? Ôi, nhìn cậu khác xưa quá, tôi không nhận ra nữa. Vậy còn em gái của cậu thì sao? Nhờ có sự giúp đỡ của chị mà em gái của em đã được đi học và hiện giờ thì nó đang ở trường. Có lẽ là để lúc nào rảnh em sẽ đưa em gái của em vào gặp chị nhé. Được, vậy lúc nào rảnh cậu dẫn em gái đến gặp tôi nhé. Còn chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu như mà không có cậu, chắc tôi đã đồng ý với mức giá của cô ta rồi. Mà với số vốn hiện tại, chắc tôi không đủ để duy trì mất. Thực ra thì người mà nói lời cảm ơn sẽ phải là em chứ không phải là chị. Bởi vì nhờ có sự giúp đỡ của chị thì em và em gái của em mới có được ngày hôm nay. Chính chị đã là người đưa tay ra
trao cho em sự tự tin và sự dũng cảm trong cuộc sống này, trong khi mà cả thế giới đang quay lưng lại với em. Chị đã cho em niềm tin vào cuộc sống, và lòng tốt đến từ đâu thì sẽ trở về từ đó. Cậu nói đúng, lòng tốt đến từ đâu thì sẽ trở về nơi đó.